10 bảo bối giúp bạn ăn thỏa sức mà không lo béo. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ten Anime. Giảm cân từ lâu đã luôn là một trong những vấn đề nhức nhối và được biết bao chị em quan tâm. Vậy hãy cùng đón xem những món bảo bối nào của thế kỷ 22 có thể giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc duy trì vóc dáng đẹp nhé. Mà lại tăng hơn 500 gram nữa rồi, tại sao chứ, tại sao hả trời? Cùng Ten Anime nhận mặt nhanh top 10 món bảo bối giúp bạn ăn thỏa sức mà không lo béo trong Doraemon nào. Lưu ý rằng danh sách dưới đây chúng mình đưa ra hết sức ngẫu nhiên, chứ không sắp xếp theo thứ hạng. Chính vì vậy hãy theo dõi đến hết video và đừng quên để lại bình luận về món bảo bối mà bạn cảm thấy hứng thú nhất nhé. Một, đường hầm gầy, béo. Cũng may mình có bảo bối, vậy là mình sẽ ốm được thôi. Trong tập phim 324, trên đường đi mua bánh rán, Doraemon vô tình gặp Sunio và Chaiyan và bị hai cậu nhóc trêu đùa vì dạo này trông Doraemon tròn quá là tròn. Đúng lúc đó, Doraemon cũng vô tình gặp cô mèo Mimi đi cùng một tên mèo đen gầy gò, người rong ròng khác và cười khúc khích khi nhìn về phía cậu. Ngay lập tức, Doraemon cảm thấy lo lắng và buồn bã về ngoại hình của mình. Cậu cho rằng vì quá béo nên mới bị Mimi cười chê và đi cùng con mèo đen kia. Cậu đã sử dụng bảo bối đường hầm gầy, béo để có thể sở hữu được thân hình thon gọn. Với bảo bối này, người sử dụng chỉ cần đi vào phía đường hầm ký hiệu gầy và đi ra là ngay lập tức sở hữu một thân hình thon gọn. Quả là một món bảo bối thú vị phải không nào? Không may mình có bảo bối, vậy là mình sẽ ốm được thôi. 2. Robot heo giúp giảm cân. Heo giúp giảm cân. Vẫn trong cùng tập phim 324, do sự cố truy ngược đường hầm khiến Doraemon trở nên béo hơn. Đồng thời việc Mimi cười chê cũng chỉ là hiểu lầm. Doraemon đã quyết tâm trở lại vóc dáng cũ và cậu đã sử dụng món bảo bối robot heo giúp giảm cân. Đây là món bảo bối hết sức khắc nghiệt, giống như một huấn luyện viên chuyên nghiệp đưa ra các bài tập thể dục để bạn giảm cân, cho đến khi đạt được số cân mong muốn giảm được mới thôi. Robot heo giúp giảm cân sử dụng biện pháp ép buộc, yêu cầu người sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt và không được phép dừng lại. Đây quả là một món bảo bối kinh khủng. Tuy nhiên, với những người muốn giảm cân trong thời gian ngắn mà lại quyết tâm không cao thì nó thật sự là một món bảo bối hữu ích đấy. 3. Thuốc nhanh, chậm. Nước qua tăng tốc và giảm tốc hiệu kim cương. Đúng với tên gọi của nó, bảo bối thuốc nhanh, chậm cho phép người sử dụng nó có khả năng hoạt động nhanh hơn gấp nhiều lần bình thường. Với bảo bối thuốc nhanh, chỉ cần xịt một lượng nhỏ lên người, người sử dụng có thể hoàn thành việc mình muốn làm chỉ trong khoảng thời gian nhỏ bằng 1/10 dự tính trước đó với một tốc độ kinh hoàng. Ngược lại, nếu xịt bình thuốc chậm lên người, người sử dụng sẽ làm mọi việc chậm chạp hơn bình thường và mất nhiều thời gian hơn. Mà rồi. Doraemon đã đưa ra món bảo bối này nhằm giúp Nobita lười biếng có thể làm bài tập về nhà trong khoảng thời gian ngắn mà vẫn có thể hoàn thành đủ. Nếu ta sử dụng món bảo bối thuốc nhanh để luyện tập thể dục thì chắc chắn là chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ ngay lập tức lấy lại vóc dáng đẹp đẽ, vừa không mất quá nhiều thời gian, vừa đạt được hiệu quả nhanh chóng. Quả là tiện lợi phải không nào? Doraemon ơi! Nhanh lên nữa cho mình đi, trời ơi, cậu chậm chậm quá! 4. Trà mạo hiểm. Nếu chỉ luyện tập giảm cân bình thường thì thật nhàm chán. Bởi vậy, một chút vận động đặc biệt và thú vị chắc chắn sẽ làm bạn hứng thú đấy. Trà mạo hiểm là một trong những món bảo bối ẩm thực thú vị của Doraemon. Khi uống một cốc trà mạo hiểm cùng với một mục tiêu gì đó, bạn sẽ gặp phải một chuỗi thử thách khó nhằn, mang tính mạo hiểm cao để có thể đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Đặt ra mục tiêu là được ăn món ăn bạn ưa thích và uống một hớp trà mạo hiểm. Bạn sẽ trải qua vô vàn thử thách để đến được với trái ngọt đó. Năng lượng và calo cũng tiêu bớt rồi. Ăn một chút bánh ngọt hay một chiếc hamburger cheese thì cũng không phải là điều đáng ngại nữa. Mạnh dạn và nhấp một tách trà thôi. 5. Ngôi nhà rèn luyện vận động. Ngôi nhà rèn luyện. Nhà quá chật hẹp, không có chỗ luyện tập riêng là một trong những lý do phổ biến nhất của những người phải đến phòng tập gym. Tuy nhiên, di chuyển đến phòng tập vào những ngày trời mưa hay những ngày lười biếng thì thật dễ khiến chúng ta nhụt chí luyện tập. Và món bảo bối ngôi nhà rèn luyện vận động đã được thế kỷ 22 phát minh và đưa vào sử dụng để cải thiện những bất tiện đó. Chạy bộ trên sàn nhà, giữ thăng bằng cùng đệm ngồi, leo núi cùng bậc thang, vượt chướng ngại vật, tất cả các môn thể thao đòi hỏi thể lực đều có thể luyện tập ngay tại ngôi nhà của mình. Và tất nhiên, với những môn thể thao hao tâm tổn sức như vậy thì chúng ta có thể yên tâm rằng dù có ăn bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể làm vóc dáng của chúng ta suy chuyển. Bên cạnh đó còn có thể nâng cao thể lực,
rèn luyện sức khỏe, một công đôi việc. Bảo bối thế kỷ 22 thật sự là rất thú vị đó. Tôi ngưỡng mộ chị ghê á, ở nhà mà cũng có thể thực hiện được những bài vận động thể chất như vậy, tiền đi tập cũng có thể tiết kiệm được luôn. Chị quá khen. 6. Khăn trùm thời gian. Cậu coi này nha. Nếu bạn không muốn luyện tập nhiều nhưng vẫn muốn lấy lại body đẹp như xưa một cách nhanh chóng, tại sao không sử dụng ngay khăn trùm thời gian nhỉ? Khăn trùm thời gian là một món bảo bối hết sức quen thuộc trong anime Doraemon. Nó có khả năng biến một vật cũ kỹ trở lại mới cứng và ngược lại. Món bảo bối này cũng có thể áp dụng cho con người, giúp họ quay lùi thời gian ngay trên chính cơ thể của mình. Trong tập phim Nobita ngoài đảo hoang, Doraemon đã sử dụng khăn trùm thời gian và biến Nobita 10 năm sau trở lại làm Nobita trẻ con lúc bấy giờ. Vậy, nếu ta sử dụng khăn trùm thời gian và đưa cơ thể chính chúng ta trở lại lúc chưa quá mập thì quả là ăn hoài mà không béo chứ nhỉ? Cậu đã trẻ lại như 10 năm trước rồi đó. Hay quá. 7. Lỗ đen mini. Đây đây. Lỗ đen được xem là lăng mộ của vũ trụ. Ăn hoài mà không sợ béo, không phải làm gì mà vẫn gầy. Chắc chắn đây là món bảo bối biết bao cô nàng mong muốn sở hữu đây rồi. Lỗ đen mini là một món bảo bối được các tiến sĩ thế kỷ 22 chế tạo dựa trên nguyên lý của lỗ đen vũ trụ. Lỗ đen mini có hình dạng là một xoáy đen tròn, được cất giữ trong một chiếc hộp và dụng cụ để lấy chuyên dụng. Người dùng chỉ cần lấy một phần nhỏ và đưa vào miệng là ngay lập tức sẽ thèm ăn và có thể ăn bao nhiêu cũng không no. Tuy nhiên, nếu đưa một lỗ đen mini quá lớn vào trong miệng thì người dùng có thể hút tất cả những đồ vật thông thường vào bên trong miệng. Nobita vì đã nuốt hố đen quá lớn nên khi nằm ngủ, cậu há miệng thở và suýt chút nữa đã hút cả Shizuka qua chơi vào trong bụng mình cùng các đồ vật trong phòng. Đã vào thì sẽ có ra. Món bảo bối này khá thú vị và tiện ích, nhưng sử dụng quá liều lượng thì có thể gây chướng bụng, đồng thời gây khó khăn trong đường ra, giống như Nobita đấy nhá. Vậy nên, hãy ăn vừa đủ và vừa phải, tránh những hậu quả không đáng có nha. Tám, máy hoán đổi bộ phận cơ thể. Đây là một trong những món bảo bối đầy phức tạp và khó giải thích được nguyên lý tạo ra nó nhất trong series Doraemon. Máy hoán đổi cơ thể là một bảo bối có kích thước khá đồ sộ và cần một vị trí rộng để có thể đặt nó. Bảo bối này cho phép người sử dụng có thể hoán đổi một bộ phận tùy thích trên cơ thể mình với cơ thể của người khác. Vậy thì món bảo bối này có thể giúp gì cho việc mình ăn hoài chẳng sợ béo nhỉ? Bởi vì ai cũng sợ béo mà. Nếu bạn đang nghĩ thế thì hãy thử nhớ lại xem trong đám bạn của bạn có đứa nào được mệnh danh là gầy như que củi không? Chắc chắn là hình ảnh của người đó đã hiện lên trong đầu bạn rồi phải không nào? Sử dụng máy hoán đổi bộ phận cơ thể và hoán đổi cho người bạn đó. Bạn có thể ăn thỏa thích rồi, người bạn của bạn cũng có thể mập lên như ý muốn. Một mũi tên trúng hai đích, bạn được ăn thỏa thích và người bạn của bạn cũng được giải tỏa nỗi buồn mang tên con cá khô bấy lâu nay. Của mình đã thành hiện thực rồi. Trời đất ơi, bàn tay tao nhã giống như được tạc ra từ tượng vậy. 9. Máy điều chỉnh cân nặng. Máy chỉnh nặng nhẹ. Cân nặng là một điều gì đó hết sức ám ảnh những người luôn chú ý đến vẻ ngoài của mình, đặc biệt là phụ nữ. Đôi khi chỉ lên nửa cân hay hai lạng cũng khiến họ lo lắng, gây ra căng thẳng, stress. Vậy là máy điều chỉnh cân nặng ra đời bởi các tiến sĩ thế kỷ 22. Đây là món bảo bối của Doremi, có thể giúp cô bé hỗ trợ mẹ Nobita khi mẹ cậu buồn bực vì không ăn gì nhưng vẫn lên cân. Mặc dù như cậu nhận xét rằng, trông mẹ chẳng khác gì cả. Chỉ cần đưa máy hướng dẫn vào một người và điều chỉnh số cân nặng tăng lên hoặc giảm đi so với thực tế theo ý muốn của họ là được. Tuy nhiên, món bảo bối này lại chỉ có thể làm giảm đi số liệu đo đếm, chứ không thể giúp bạn trông thon gọn hơn được. Vì vậy, hãy luôn kiểm soát cân nặng của mình, nhưng đừng quá khắt khe với bản thân chỉ vì nó nhé. Thân thể của mình nặng vậy. 10. Kính phát phì. À, được rồi. Vẫn là một bảo bối đến từ thế kỷ 22 thuộc sở hữu của Doremi. Món bảo bối có hình dáng như một chiếc kính cận bình thường. Tuy nhiên, khi đeo chiếc kính này vào, bạn sẽ nhìn thấy những người xung quanh mập hơn so với thực tế. Áp lực đến từ việc mong muốn, khao khát được gầy như những ngôi sao, thần tượng khiến cho rất nhiều bạn gái lo lắng và nhịn ăn đến mức ngất xỉu chỉ vì mong muốn mình được gầy như họ, mặc dù các bạn gái ấy không hề thừa cân. Việc quá khắt khe với bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe chính bản thân mình. Nhìn thấy người khác mập hơn một chút, chắc hẳn áp lực về việc phải thật gầy, phải giảm cân sẽ không còn quá nặng nề nữa với các bạn, phải không nào? Điều quan trọng là hãy biết yêu bản thân mình và tự tin. Đó mới chính là vẻ đẹp vĩnh cửu. Trên đây là top 10 món bảo bối giúp bạn ăn thỏa sức mà không lo béo do Ten Anime chọn lọc và tổng hợp. Có món bảo bối nào khiến bạn ấn tượng hay muốn sở hữu chúng không? Hãy comment ngay ở phía dưới video này và subscribe kênh Ten Anime để đón xem nhiều video thú vị khác nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mà tôi lỡ rồi mà.